Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, ba của con nay đã cao tuổi, có di nguyện là sẽ hỏa thiêu khi mất, nhưng anh cả của con thì lại muốn chôn và sau đó thì xây dựng mồ mả để cho có tiếng tăm với họ hàng làng xóm. Xin Thầy chỉ dạy làm thế nào để phù hợp với tinh thần của Phật Pháp và hiếu đạo của một người con. Kính tri ân Thầy. Nguyễn Thành Bảo, pháp danh Trí Bảo. Kính thưa đạo hữu Trí Bảo cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, đối với lại tinh thần của Phật Pháp thì không có quan trọng là chúng ta xử lý cái xác chết kia như thế nào. Vấn đề ở chỗ là sự tạo nghiệp của chúng ta khi mình còn sống, đó là những cái yếu tố hết sức quan trọng để chúng ta tiếp tục thiên di trên cái con đường mà mình sinh tử tiếp theo. Hiện nay chúng ta có những cái phương pháp xử lý xác chết, như thể là điểu tán, có nghĩa là bỏ cho chim ăn, hỏa tán có nghĩa là thiêu đốt, địa tán có nghĩa là chôn dưới đất, thủy tán có nghĩa là bỏ trên sông, và không tán có nghĩa là treo lơ lửng ở trên cây. Thế thì tùy thuộc vào một cái nền văn hóa mà con người ta xử lý cái xác chết kia. Tất cả những cái phương pháp xử lý xác chết đó, nó phụ thuộc vào cái niềm tin, phụ thuộc vào cái trình độ của cộng đồng, của cái dân tộc đó, họ tin tưởng như thế nào vào cái yếu tố tâm linh sau khi chết. Vậy thì thưa quý vị, ở đây chúng ta nói hai cái yếu tố. Một là tôn trọng cái di nguyện của người sắp chết. Ở đây chúng ta thấy rằng di nguyện của bác này muốn là hỏa thiêu. Vậy thì đã là một người con, chúng ta phải nên theo cái di nguyện của cha mình, muốn như thế nào đó mà chúng ta làm, mà chúng ta không nên cãi lại bằng cách là làm theo cái ý kiến của chính mình và cho rằng làm như vậy mới là tôn vinh cái nét đẹp của cha. Thưa quý vị, ở trong cái cuộc đời mà chúng ta đang sống đây, mình muốn một cái điều gì đó mà không thể thỏa mãn được thì chúng ta đâm ra cái tâm buồn phiền và chán ghét. Vậy thì đối với lại một hương linh mà đã mất thì chúng ta cũng nên tôn trọng cái vai trò quyết định của họ và sắp đặt cái chết của họ. Cái thứ hai nữa là chúng ta không nên nhìn nơi cái bề ngoài để rồi chúng ta xây dựng một cái mồ mả chôn một cái xác chết với quá ư là tốn kém, nhiều tiền, nhiều của đổ vào trong đó. Thật sự nó không có mang lại một cái lợi ích gì hết thảy. Cái dòng chảy tuệ giác của Đức Thế Tôn nó đi ngược lại với đời sống này nhiều lắm. Cho nên cái thứ gì mà làm tôn vinh cái bản ngã nơi cuộc đời này thì điều đó trong Phật giáo lại chủ trương là cần phải loại trừ. Có một câu chuyện rất phù hợp với lại cái câu hỏi này. Đó là có một lần nọ khi Trang Tử sắp chết thì các học trò của ông mới họp nhau và bàn chuyện lo hậu sự cho thầy. Và thế là những người học trò đó mới bàn tính với nhau rằng sau khi mà thầy mất đi rồi thì chúng con sẽ làm tang lễ cho thầy hết sức là to lớn để cho khắp mọi người trong thiên hạ đều biết đến thầy. Và sau đó thì chúng con sẽ xây mồ mả cho thầy thật là vĩ đại để cho mọi người thấy được cái lòng hiếu của tất cả những người học trò của thầy. Lúc bấy giờ thì Trang Tử mới thở dài mà than rằng: ta lúc sống lấy trời đất này làm quan làm quách, lấy tất cả tinh tú, mây trời, sông núi để làm đồ tùy tán, như thế có phải là lớn hay không? Các học trò mới nói rằng nếu làm như vậy thì sợ rằng chim muôn sẽ đến ăn cái xác chết của thầy, và như thế là bất kính với thầy. Lúc bấy giờ thì Trang Tử mới dạy các người học trò của mình như thế này: nếu như bây giờ để cái xác chết của ta ngoài đồng hoang để cho chim muôn nó ăn thì đỡ cho nó một bữa đói, nếu như bây giờ đem xác chết của ta chôn vào dưới lòng đất trong quan ngoài quách thì cũng bị tan rã, bị những con vi trùng nó ăn, thì cũng như thế, lấy một cái chỗ này để vào một cái chỗ kia, nhưng cuối cùng cũng đâu có nghĩa là giữ cho thân ta không bị hư hoại. Rồi cái ý niệm báo hiếu cha mẹ để trả lại cái ân đức sinh thành ngàn đời của cha, của mẹ đã sinh ra, đã giáo dưỡng, đã cho mình cái đời sống này đó, không có nghĩa là khi cha mẹ mất mình làm cái đám tang thật to, mình làm cái mồ mả thật to, hoặc là mỗi năm đến ngày giỗ cha giỗ mẹ mình lại làm rình rang đình đám. Xin thưa, những cái yếu tố đó không có giá trị báo hiếu đích thực đâu, mà báo hiếu đích thực đó chính là ngay nơi cha mẹ của mình còn sống đây, chúng ta có sớm viếng tối thăm, có ân cần thưa hỏi, có lo cho cha mẹ được chén cơm manh áo, giúp cho cha mẹ, đỡ đần cho cha mẹ ở cái tuổi xế chiều hay không. Đó mới chính là sự báo hiếu của một người con đối với cha mẹ của mình.
Cầu chúc cho tất cả quý vị còn có cha có mẹ trong cuộc đời này luôn hăng hái siêng năng để chúng ta thăm nom chăm sóc, để rồi một ngày nào đó cha mẹ trăm tuổi thì chúng ta không có phải hối hận một điều gì hết cả. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị luôn an vui và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật.